Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Kinh tế Thế giới của Truyền hình Thông tấn. Mở đầu bản tin là những thông tin đáng chú ý chúng tôi mới cập nhật. Ngày 21 tháng 12, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã bơm một lượng tiền kỷ lục trị giá 489,19 tỷ euro, tương đương 641 tỷ đô la Mỹ cho các ngân hàng thuộc khu vực các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozone thông qua cơ chế đầu tiên về tái cấp vốn trong 3 năm của ECB. Với bước đi này, ECB muốn đảm bảo rằng các ngân hàng có đủ tiền mặt để hoạt động và tiếp tục cấp vốn cho doanh nghiệp để một cuộc khủng hoảng tín dụng không kìm hãm tăng trưởng kinh tế, trong bối cảnh có nhiều lời đồn đoán rằng Eurozone có thể rơi vào suy thoái nhẹ trong vài tháng tới. Cùng ngày, cơ quan xếp hạng tín dụng Standard & Poor's, S&P, đã hạ xếp hạng tín dụng của Hungary xuống mức đồ đồng nát với lý do hiện chưa rõ liệu Budapest có khả năng giải quyết những khó khăn kinh tế của mình hay không. S&P cho rằng khả năng tiên lượng và mức độ tin cậy đối với các chính sách của Hungary tiếp tục suy giảm, trong khi phản ứng của Budapest làm gia tăng những hoài nghi về khả năng giám sát của các thể chế ở nước này và làm phức tạp thêm môi trường hoạt động cho các nhà đầu tư. Trong năm qua, giới đầu tư Trung Quốc đã có những bước đột phá, giành vị trí dẫn đầu tại thị trường bất động sản Singapore. Đây là dấu hiệu cho thấy những thay đổi trong xu hướng hoạt động của giới đầu tư Trung Quốc tại thị trường các nước châu Á. Nửa đầu năm 2011, doanh thu từ Trung Quốc chiếm 32% tổng doanh thu bất động sản vốn đầu tư nước ngoài của Singapore. Trong khi đó, con số này vào năm 2007 chỉ là 8%. Theo báo cáo của Standard Chartered, giá nhà đất Singapore tăng khoảng 75% kể từ năm 2005. Các nhà chức trách Singapore vẫn tiếp tục tranh cãi về việc nên hay không nên khuyến khích đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản. Chính phủ nước này đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát tình trạng nhập cư trong 2 năm qua do quan ngại về những vấn đề phát sinh như áp lực lên cơ sở hạ tầng tại nước này. Ngày 21 tháng 12, Malaysia đã phát hành một loạt tiền giấy mới, gồm các đồng có mệnh giá 1 ringgit, 5 ringgit, 10 ringgit, 20 ringgit và 100 ringgit. Series tiền giấy mới này sẽ được đưa vào lưu hành từ giữa năm 2012. Trước đó, tờ giấy bạc mệnh giá 50 ringgit đã được đưa vào lưu thông từ tháng 12 năm 2007 để kỷ niệm 50 năm ngày độc lập của Malaysia và hiện vẫn đang được sử dụng. Toàn bộ các tờ bạc mới sẽ giữ lại bức chân dung người đứng đầu nhà nước đầu tiên của Malaysia ở mặt trước và hình quốc hoa Malaysia ở mặt sau. Ngân hàng Trung ương Malaysia cho biết, việc phát hành loại tiền mới là một hoạt động diễn ra định kỳ 7 năm một lần. Ngày 21 tháng 12, Liên minh châu Âu EU và Mỹ đã đấu khẩu với nhau sau khi Tòa án Pháp lý châu Âu ECJ bác đơn của một số hãng hàng không Mỹ và Canada yêu cầu EU ngừng áp dụng đạo luật mới về hạn mức khí thải, dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2012. Đạo luật về hạn mức khí thải được EU nhất trí tháng 6 năm 2008. Quy định các chuyến bay qua không phận EU phải mua quyền thải khí trong không phận nước này ở mức 15% trong năm 2012, tiếp đó là 18% trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2020 trong khuôn khổ chế độ trao đổi hạn ngạch khí thải ETS. Theo Nghị định thư Kyoto về chống biến đổi khí hậu trong khuôn khổ Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO thuộc Liên Hợp Quốc, hơn một thập kỷ qua, các cuộc đàm phán tại ICAO về vấn đề này vẫn không đạt tiến bộ đáng kể. Vì thế, ECG cho rằng EU có quyền hành động đơn phương. Tiếp ngay sau đây là thông tin tài chính toàn cầu. Phiên ngày 22 tháng 12, các thị trường chứng khoán châu Á hầu hết đều giảm điểm khi mà mối lo sợ về cuộc khủng hoảng nợ tại châu Âu vẫn chưa được xoa dịu và giới đầu tư tỏ ra không mặn mà với các hoạt động giao dịch vào dịp cuối năm. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo giảm 59,33 điểm. Tương đương 0,7% xuống 8.400,65 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite bao gồm cả cổ phiếu loại A và B giảm 9,63 điểm, tương đương 0,44% xuống 2.181,52 điểm. Tại Hồng Kông, chỉ số Hang Seng giảm 98,06 điểm, tương đương 0,53% xuống còn 18.318,4 điểm. Đêm trước tại Mỹ, chứng khoán phố Wall biến động trái chiều sau khi tăng mạnh trong phiên trước. Chốt phiên ngày 21 tháng 12, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng nhẹ 4,16 điểm, tương đương 0,03% lên 12.107,74 điểm. Còn chỉ số S&P 500 tăng 2,42 điểm, tương đương 0,19% lên 1.243,72 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq Composite giảm 25,76 điểm, tương đương 0,99% xuống còn 2.577,97 điểm. Phía bên kia bờ Đại Tây Dương, hầu hết các chỉ số chứng khoán trên sàn thị trường châu Âu đều giảm điểm. Cụ thể, tại Đức, chỉ số DAX giảm 55,5 điểm
tương đương 0,95%, xuống còn 5.791,53 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp cũng giảm 24,92 điểm, tương đương 0,82%, xuống còn 3.030,47 điểm. Trong khi chỉ số FTSE 100 trên thị trường chứng khoán London giảm 29,86 điểm, tương đương 0,55%, xuống còn 5.389,74 điểm. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới phiên ngày 22 tháng 12 giảm bởi nhà đầu tư nghi ngờ biện pháp nới lỏng tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu không thể giảm bớt các khoản nợ khổng lồ hiện nay. Tại Singapore, giá vàng giao ngay giảm 0,1%, xuống còn 1.613,05 đô la Mỹ một ounce. Trong khi đó, đóng cửa phiên ngày 21 tháng 12 tại sàn giao dịch kim loại New York, giá vàng giao tháng 2 năm 2012 giảm 4 đô la Mỹ, xuống còn 1.613,6 đô la Mỹ một ounce. Các chuyên gia phân tích nhận định giá vàng giảm theo đà đi xuống của đồng euro sau khi ECB tung ra chương trình cho vay mới. Trái ngược với giá vàng, giá dầu thô tăng ngày thứ ba liên tiếp sau khi Mỹ công bố báo cáo dự trữ dầu thô hàng tuần giảm 10,6 triệu thùng xuống còn 323,6 triệu thùng trong tuần trước, mạnh nhất trong hơn 10 năm qua. Các nhà phân tích trước đó dự báo dự trữ dầu chỉ hạ khoảng 2,13 triệu thùng. Trên sàn giao dịch điện tử Singapore sáng ngày 22 tháng 12, giá dầu thô ngọt nhẹ New York giao tháng 2 năm 2012 tăng 40 xu lên 99,07 đô la Mỹ một thùng, trong khi giá dầu Brent biển Bắc giao cùng kỳ cũng tăng 13 xu lên 107,84 đô la Mỹ một thùng. Trước đó, giá dầu WTI giao tháng 2 tại NYMEX tăng 1,5% lên 98,67 đô la Mỹ một thùng. Dầu Brent cùng kỳ hạn tại London tăng 0,9% lên 107,71 đô la Mỹ một thùng. Cách đây 2 năm tại Anh có tới hai nơi tự tạo ra đồng tiền mới là đồng Strauss Pound và Britain Pound khác với đồng bảng Anh phục vụ hoạt động kinh doanh của mình. Tuy nhiên đến nay đồng Britain Pound đang trở nên phổ biến hơn, đóng góp một phần vào sự thúc đẩy nền kinh tế tại Anh. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu thêm về vấn đề này trong phần góc nhìn sự kiện hôm nay. Đồng bảng Britain của Anh được công nhận là một trong những loại tiền tệ địa phương kể từ khi nó được phát hành tại quận Britain, London. Về mặt thiết kế, thay vì hình nữ hoàng Anh trên đồng bảng Anh chính thống, hình các ngôi sao nổi tiếng như David Bowie đã được in lên trên đồng Britain. Đồng bảng Britain chỉ được lưu hành trong khu vực quận Britain nhằm hỗ trợ nền kinh tế địa phương trong việc tiết kiệm chi phí vận chuyển. Được phát hành vào năm 2009, loại hình tiền tệ địa phương như đồng Britain đã được chấp nhận bởi hơn 200 cửa hàng, lớn hơn rất nhiều so với thời kỳ đầu khi chỉ có 70 cửa hàng. Với một chiến dịch khuyến mại lớn, đồng bảng Britain vừa đưa ra loại hình thanh toán mới bằng cách nhắn tin. Ví dụ như khách hàng chỉ cần gửi một tin nhắn văn bản, tên mã tài khoản của mình và tổng số tiền đã tiêu cho hệ thống an ninh. Hệ thống này sẽ tự động gửi tin nhắn xác nhận cho cửa hàng. Đồng bảng Britain thật tuyệt vời. Nó giúp khách hàng quay lại với chúng tôi rất nhiều. Khách hàng luôn muốn trở lại đây bởi đồng Britain giúp họ cắt giảm chi phí tiêu dùng. Nó khuyến khích sự tự hào của người dân trong cộng đồng. Người dân yêu thích đồng tiền này, họ muốn được tiêu chúng. Bản thân họ luôn luôn tìm kiếm các doanh nghiệp mới mà những doanh nghiệp này họ không biết chắc có chấp nhận đồng Britain hay không. Khi chọn đồng bảng Britain, người tiêu dùng ở Britain buộc phải mua hàng tại địa phương. Đến lượt mình, nhà kinh doanh cũng sẽ chi tiêu bằng đồng bảng Britain. Theo nghiên cứu của tổ chức New Economics Foundation, đồng tiền đầu tư vào nền kinh tế địa phương sẽ lưu chuyển nhiều gấp 3 lần đầu tư vào một doanh nghiệp quốc gia. Nó được tái sử dụng tại khu phố thường xuyên hơn là chui vào két sắt của một cửa hàng Starbucks hoặc Marks & Spencer. Qua đó, nó sẽ tạo ra được tăng trưởng phụ. $5,03 tỷ là tổng chi tiêu cho quảng cáo trong tháng 9 năm 2011 tại Đông Nam Á. Đây là thông tin vừa được hãng nghiên cứu thị trường Nielsen công bố. Báo cáo nhận định sự tăng trưởng liên tục về chi tiêu quảng cáo cùng với lòng tin của người tiêu dùng mạnh mẽ trong khu vực là những dấu hiệu đầy hứa hẹn cho các nền kinh tế Đông Nam Á. Trong số 5 quốc gia Đông Nam Á, Philippines đứng thứ 2 sau Indonesia với $1,2 tỷ chi tiêu cho quảng cáo, tăng 15%. Thái Lan tuy vượt Malaysia về tổng chi tiêu quảng cáo, song kém hơn về mức tăng trưởng. Singapore xếp cuối cùng trong nhóm. Các phương thức và phương tiện truyền thông ngày một tăng và đa dạng đã giúp quảng cáo tiếp cận tốt hơn với người tiêu dùng. Song đây cũng chính là thách thức của các nhà quảng cáo, đòi hỏi họ phải có sự lựa chọn kênh quảng cáo đúng, hiệu quả và phù hợp. Bản tin Kinh tế Thế giới của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.